chào các bạn. Hiện tại là cả đám mình đang ở Hát Mai các bạn, ở Đồng Nai. Nói chung là Hát Mai này là hồi sáng rồi tụi mình đi là bị lạc luôn các bạn. Từ Bình Dương tụi mình bấm chữ Google Maps qua Hát Mai, kết quả là nó dắt tụi mình qua bên kia của cái hát các bạn. Đâu có đường qua đâu, kết quả là phải vòng về. Nên các bạn nào mà có nhu cầu mà đi cái Hát Mai này, các bạn nên Google Maps bấm là cầu Lá Ngà. Các bạn bấm cầu La Ngà, sau đó tiếp tục bấm Hát Mai nha. Chứ các bạn còn bấm một cái bạc vô Hát Mai là nó dắt đi qua bên kia suối các bạn. Ở dưới đây là có nguyên một cái hát rất là dài luôn, nó dắt đi qua bên kia là mình không có bơi qua bên đây được các bạn. Bên kia là đường chứ đường rừng vậy đi không có được. Nói chung là tụi mình mắc khoảng 4 tiếng mấy, 5 tiếng mới tới được chỗ này các bạn ơi. Hôm nay cả đám mình là sẽ làm một chuyến cắm trại, rồi câu cá các bạn. Đặc biệt là ở đây mình thấy có một cái nhà hoang nè. Đây, một cái nhà hoang. Tối nay là mình sẽ review coi nhà hoang nó có gì rùng rợn hay không nha. Review buổi tối mới hấp dẫn anh. Đúng rồi, buổi tối mới review các bạn. Ai bốc thăm cho đứa nào xui vô chẳng ngủ luôn đi. Hiện tại là mình đem có hai cái lều mà cả đám mình là 7 người. Nên là em chắc là chơi tối nay là phải có thằng phải vô nhà hoang ngủ rồi nha. Đó, không chơi vô nhà ngủ rồi. Rồi ok, bây giờ tụi mình sẽ dựng lều, sau đó đốt lửa các kiểu rồi câu cá luôn luôn nha. Rồi bây giờ Bảo nó sẽ màn hình con trùng các bạn. Không? Nó lấy cây nó đâm đít con trùng. Nó xỏ từ đầu tới đít. Sao nó làm gì nữa? Sao nó gắn cái lử vô? Ý. Có bài bản. Lù gích. Sao móc vô hết cái lưỡi chút xíu mà móc nguyên con chà bá vậy hả? Kiểu này con cá mấy chậu. Ghê. À nó vút lên tao sợi dây luôn, còn cá ai sợi dây luôn sao? Vút lên dây luôn. Gắt hả? Nó hôi vút lên. Này gọi là cái tiệc chiêu và tốt lương các bạn. Ở đây còn có cả hến nữa các bạn. Đây đợi mình đang bắt hến trong mấy cái kẻ đá. Trong cát á hả? Cát á, có cái đó nó dụng cát á, cát lên có. Hến gì đâu mà bằng ngón tay út gì sao ăn. Nước chảy xiết như vậy mà bảo nó quăng luôn các bạn, thử coi dính không nha. Tát miếng nữa em. Đứng cái đó kìa. Tát nữa, xét ngoài kia luôn, cho anh dễ quay. Rồi ok, ném luôn. Đá không đó chứ gì. Xa luôn, múc ngoài kia luôn. Múc ngoài đó hả? Rồi, dưới đá rồi. Rồi bây giờ chờ thời các bạn ơi. Để coi thử con là cá gì vậy. Này hình như là con cá lăng các bạn. Cá lăng đuôi đỏ hả? Wow, tí dứt được con cá lăng luôn thấy em. Ui, đẳng như câu ngoài biển nha anh, đẩy xuống lại kéo. Đằng đó hả? Ừ. Ok, lại con này đuôi đỏ nè. Ở đây cắm chạy được các bạn, kéo không à. Rồi ok, cá đá mình lại đó chơi luôn. Cá nước. Vì công vòng mới ghê quá à. Làm nó quay cái này chẳng nè. Một tí là dính là chắc dính đá rồi các bạn ơi. Đá hay cá? Rồi đá rồi. Cái suối này nhiều đá lắm mấy bạn. Và một tí nó đã dính đá rồi nha. Cả dần dần chút khi gớt ra. Ra nè. Con cái em làm vướng của em kìa. Ủa chích ngặt luôn rồi. Bởi em giật quá trời giật mà. Ủa chưa chết, thả xuống rồi còn cục kệ không? Còn sống. Mà cá đi lạ lắm mấy bạn, toàn là con cá cái đuôi đỏ như vậy không nè. Gâu có dài cả mét không kìa. Sao gâu dài dữ à. Mà nó chết lâu vô cục đá anh. Cố ăn dưa nuốt cái nút trọt luôn. Wow. Cá lăn đuôi đỏ mấy bạn. Rồi tí nó câu được cá gì nhìn rất là nguy hiểm luôn. Đi chỉ có bóng phải vàng hè. Rồi xuống đất cho mấy bạn coi coi. Nó có đốm nữa kìa. Nó đốm vàng đen. Nó kêu é gì vậy? Em nghe nó kìa é. Mà sao nó coi chừng nó cái ngạnh nó chém á. Ừ, cái ngạnh dài kìa. Ừ. Con mắt nó kỳ quá à. Con cá này sao nhỏ xíu à.
mà nó màu vàng, có đứa có độc không? Không, chắc cá mình không có là có độc đâu, cá đứa ngọt mà. Này má nó ăn tới cái lưỡi luôn. Thôi con này nhỏ quá hả ấy? Ừ hả ấy. Ừ nhỏ quá hả ấy. Ủa sao khóc nào hả? Dính được cái gì hả? Cái gì lạ chứ hả? Cái gì bảo? Cái này cái lạ lắm nè. Nè. Từ 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 đến coi thử cái gì hả? Dính cái cắm cỏ hả? Cái này cái gì vậy bạn? Lạ lắm nha. Cái gì mỏng lát à? Con chết hả? Con chết. Nè nó mỏng lát à. Cá này cũng bơi được nữa hả? Hay vậy? Rồi gỡ ra luôn tí. Đó có con gì nữa đẹp luôn, con gì kìa? Con cá chạch cũng bảo mới câu. Ủa, con dính cá chạch nè. Ờ. Con này tiếp rồi. Mình tí dính đường cá gì nhìn lạ ghê luôn, bỗng lát à. Đi xe cá vừa. Cá râu dài ghê. Bánh lên. Rồi, thả nó vô chỗ bơi luôn. Còn bơi không? Còn bơi. Ô, nó sợ người ta kìa, nó sợ nó kìa. Bơi đây nhiều cá lạ quá ha. Ờ. Còn con này nổi lên bền rồi. Còn con cá chạch của Bảo núp dưới đó rồi. Các bạn thấy cá chạch không? Cá chạch là cũng không dính nữa hả? Cá chạch cũng dính nữa, tiếu à. Rồi tụi nó đã đốt lửa luôn các bạn. Nó lụm được mấy miếng dán ở đâu tao mới nhà quang nó đốt luôn nè. Tụi mình quyết định là về cái hưu lều tụi mình là lại ngay cái nhà này luôn nha. Kế bên luôn cho nó gùng gợn nha. Lều đã cắm ở đây, nhà bệnh. Lửa thì đốt ngay chỗ này. Còn cá thì câu trực tiếp ngay chỗ này luôn nha. Ôi, đó. Con cá đẹp quá ơi, quá bém chút nữa là sảy rồi. Cá này không ánh đẹp quá rồi. Cá bọc lát như cá nãy tí câu nè, mà này con này là cháu của hồi nãy. Ô, con gì á? Cái gì á? Cái gì á? Dĩa. Con dĩa không được. Bắt ra, bắt ra cái gì á? Ôi ghê quá. Ghê quá, nó quẩy ghê quá. Nó mở trên con cá nè. Ê, con dĩa, con dĩa, con dĩa. Cá chạch, cá chạch nãy hả? Chạch. Cho nó đi nằm im coi, lấy quay cái hả? Bảo gì vậy? Bắt nó bảo, nắm bảo, nắm bảo, nắm đó, nắm đó, nắm đó. Gì ghê giống rắn không ngoại. Để em đập đậu luôn nha. Thôi bắt nó đi, con sống đi. Nó đâu có chém đâu sợ, đâu có chém đâu. Có chân có lù à. Chạy bảo liền. Ô. Bắt giỡn, bắt giỡn. Ghê, ghê, ghê. À mấy con cá trắng là nó bị hết oxy rồi, chết hết rồi các bạn. Nên giờ là xi que nướng nó luôn nha. Đây mấy con cá mà trắng trắng như vậy là nó nổi hết à. Chỉ con cá chạch là nó còn sống đâu rồi ta. Trốn rồi. Trốn rồi, trốn dưới lá rồi. Ồ nó trốn dưới lá rồi. Kết quả là từ sáng giờ là câu được hai con cá lăng bờ vừa vừa. Hai cá chạch mà còn con một tí đang bắt các bạn ơi. Nó trốn nó mất tiêu rồi. Ba con cá màu trắng trắng này không biết là cá gì nữa. Con cá mè với con cá lăng nhỏ. Được 6-7 con à. Rồi mấy con cú tắm luôn nha các bạn. Ngay hút này là nó cạn nè. Chỉ có ngoài kia nước nó chảy xiết thôi, còn ngay chỗ này là trong bờ là nó cạn các bạn. Thấy ngập mình luôn kìa. Đau đứng thử cái sâu bao nhiêu. Thở nhìn giống như đang vâu. Này là hơi vâu. 3 triệu năm rồi. Nước tới đó à? Em câu ngay hút này. Xa nữa coi, xa nữa coi. Đau ghê rồi, nó thác kìa. Thôi giống tắm xuống nước nóng quá ha. Rồi bây giờ mình xuống tắm luôn các bạn ơi. Nước ở đây cạn queo à. Lên. Từ từ. Nước này là bao lạnh luôn bạn, đâu tin khác nó chạy xuống hay sao, lạnh kinh khủng luôn á. Có cá nè, con cá nè, bắt cá nữa nè. Rồi bây giờ cả đám tụi mình sẽ nướng khoai. Ủa khoai lang đâu, có khoai lang nữa mà. Đó. Lấy khoai lang bắp đồ mình chan hết luôn đi. Nè anh. Nướng khoai, nướng cá với lại có đem mấy gói mì xào mì luôn các bạn. Nướng mọi luôn. Không được rồi, mình mới trụng nước rồi. Ồ, chế nước vô cái ly. Mì xào mọi luôn hả? Ly để cái lớp giấy bạc vô trong lòng. À, nóng quá. Thang đó lòm vậy luôn mà, ở dưới lò vậy. Rồi bây giờ Bảo nướng con cá chạch luôn. Con này nãy đập em á. Giờ mình ăn nó lại, chả hù. Yeah. Ừ. Còn khoai mì mà anh tí nó xỏ cây dấu nướng như vậy đó các bạn. Trong cá lóc rồi. Nướng trong đây luôn nè, đó. Lùi cho nó. Trong cá lóc ha. Nước hang á, đừng nước lửa Bảo, nước hang á. Hang bên đây. Ừ, nước hang á. Rồi bắp với lại khoai lang chân luôn. Khoai lang giục đại vô.
dùng hai ba củ thôi, đứng được hai ba củ thôi. Ừ, khoai lang thì không sao, khoai lang thì nó trái của da ăn được rồi. Ok, khoai lang hôm nay là tụi mình là có cá nè, khoai, khoai lang, khoai mì, rồi bắp, xúc xích với lại mì gói. Bắp này mình nướng luôn vỏ như vậy nữa bạn, tại vì lửa lớn quá. Xúc xích mà nước lửa ngọn bảo trơn hết rồi. Chúng đen cục hang luôn á, còn ông nội đây cũng nước lửa ngọn nữa. Lột cái da đó ra, xúc xích nghệ thuật rồi. Rồi à, xúc xích nghệ thuật à. Đâu đây có. Tự nó nám đang khui luôn nè. Lột da ra. Đây có hang mà anh. Phải hả? Tàn là mấy thiên tài không? Không nướng à, lại nướng chung vô vô nè. Thôi để tí. Nướng bắp đi. Đây hang nha, sao lửa ngọn được anh. Này là không có xài chảo không nha. Đây tụi mình à, làm được món mì xào bằng giấy bạc đó bạn. Rồi à, khoai, bắp, xúc xích, cá nướng, chấm với lại muối tiêu chanh với lại tương ớt nha. Ok, củ khoai quay chín chưa hả? Chín anh. Cháu chảy mỡ gì ghê hả? Chảy mặt anh. Khoai lang mặt hả? Tao bẻ thử, em đo thử rồi, em đo thử rồi. Khoai lang này ông quen ông chơi nướng với bạc. Đô! Chí lý à, nướng với bạc ngon à. Không có cháy luôn ha, như là hấp vậy ha. Không khói luôn kìa, ngon. Chín rồi, chín rồi, chín rồi, quá đã luôn. Rồi nhập tiền nha. Cho anh thử miếng mì quen xào thôi. Được ha. Thử cây ngon không? Cải sống nhằn hả? À, cải sống luôn hả? À. Đâu, cải chín ở đó. Trời ơi mẹ ơi, đói quá mấy bạn ơi. Ăn vô mặn của mặn nha. Nha. Cái mùi hạt ngon quá. Thơm quá à. Quá ngon luôn quá. Mày ăn mà nào mà phơi quá mà lăn ra sao cái là tắm suối luôn nha. Bữa nay mình có tiết mục gì không anh, khám phá ngôi nhà kia không? Tối nay mình có tiết mục khám phá ngôi nhà ngoan. Tự dưới đây đi vòng vòng trong rừng coi có gì hót quá bạn. Rừng này không có cỏ. Hay lên cái cỏ là cũng cái gì cắm cắm lại có người chết, chỗ này cắm cắm lại có người chết. Nước này nguy hiểm mà. Mày chí lý ăn dữ ăn. Gặp mày. Thì mở con cá kìa anh. Bảo cá hả? Cá tự nướng không á. Mày gặp lại nè. Cá này nó câu luôn nè. Cá này là hai cá chạch làm bảo câu mà. Câu nó nướng rồi nó ăn luôn nè. Nên cá của anh đâu thế? Cá chạch là dư đấu xương đúng không? Giữa đúng không? Có. Có hả? Chấm muối tiêu hả? Chấm này luôn. Có mà, có đâu? Cá đám mà bảy hạt con đồi đũa có cái cắm trại là cho đem đũa heo. Rồi bây giờ cá đám mình sẽ đi hám hết vòng vòng cái khu này nha bạn. Đây đầu tiên là cá đám mình sẽ vô cái nhà hoang bằng gỗ đây coi là có cái gì hót không nha. Mấy em chút té rồi. Nhà tiếu vừa vô thấy có cái hang. Nhà mà bằng gỗ đó bạn ơi. Sàn đồ gỗ luôn nè, quá dữ. Tự nhiên có cái hang bắt lên đây rồi đi đâu hả? Tự, đi lên đâu lúc đó có ngăn bí mật hay gì trên đó á, coi chừng để tiền trên đó. Không có gì hết á. Có bạn nhện không ạ? Không ai để tiền đấy hả? Coi có kho báo không? Ây da, má mạng nhện báo trậu. Còn phía bên đây thì có cái đi quăng cái giường gì nè. Có cái củi nè, đeo giống lửa luôn. Ở dưới đây có tiền hay gì không? Không ai giấu tiền dưới giường hết nè. Ok, đây, vô phòng luôn. Có cái lầu rồi. Đây có cái phòng mà khóa mất tiêu rồi. Gì đây có người trống nè. Ai trống đây? Có phòng hang, có niệm. Có niệm nữa, cho nãy mình không lấy niệm mình nằm cho sướng đây. Đã không có niệm luôn nè. Có cái bao gì đó nữa kìa. Coi chừng có rắn nữa nha. Này, ừ.
Có cái này là gì vậy? Mở ra thử tí. Cửa này mở được nè. Cửa sổ. Mở được á, mở ra, mở ra, mở ra. Đó. Ồ. Trời ơi, có gì không? Có gì nằm trong đó ghê vậy? Cái này nhìn đúng ghê luôn mấy mẹ. Nhìn cứ y tưởng như nãy nhìn dòm vô tưởng đâu có ai nằm trong đó cái chắc xỉu. Nhiều lắm. Ai đi học. Hay không hả? Trời, cửa này cũng bị khóa lại luôn rồi các bạn ơi, không vô được. Đây cũng có một phòng nữa nè. Hết đi được rồi. Ừ. Hết được đi các bạn ơi. Ở đây có một cái cầu bằng sắt, cái cầu bằng sắt. Có nước khang hiện đường nè. Cái cầu sắt này thì có cái cửa khóa lại không cho vô các bạn. Tại người ta sợ khách du lịch mà đi đông quá. Cái cầu này nó cũ quá nè, đứt. Nên người ta gào lại. Nhưng mà cái cầu mình thấy vẫn có vài người ta đi. Bên kia xong người ta đi qua bên đây các bạn. Nên mình sẽ đi luôn nha, nào đi trước các bạn. Thôi vô đi hả? Vậy anh đi ha. Nó lắc lư khá là nhiều luôn. Anh ghê quá mẹ. Rồi ok, mình sẽ đi qua tới bên kia luôn, có như thế nào các bạn. Rất là ghê luôn, nó lắc lư rất là dữ luôn. Đừng đi gần gần nhau quá, đi xa xa nhau ra. Ở giữa cái cầu thì có một cái trụ bê tông như vậy nè các bạn. Ok, mình sẽ đi tiếp nha. Cầu tre là lại ghê hơn hả? Tre hả? Còn dãy cầu này ngon hơn à, cầu là bằng sắt mà. Nhưng mà cảm giác là nó hơi trên vên các bạn. Cũng khá là ghê nha, nó còn nghiêng, khúc này nó còn bị nghiêng nữa nè. Chỗ này đúng ghê luôn nè. Lá gì quá trời luôn. Wow. Sao đó? À, bước cái chân một cái chân vô đây. Nắm tay nắm mấy cái trong sắt nha. Đó đúng rồi, bước vô, đúng rồi. Wow. Ai thiết kế cái này quá gắt luôn các bạn. Bên đây cũng có nguyên một cái nhà hoang luôn, nguyên một cái cây cổ thụ luôn. Cái này không phải là mộ bình thường, có bụi le, bè cái đá. Thử trong cái nhà này có gì nha. Nhà này như nhà kho các bạn, toàn là ghế không à, ghế với bàn, rồi lon bia nữa nè. Bao đồ. Nhà như nhà kho vậy á. Điên vòng nó không có gì nữa mà quay về. Coi bên đây có gì không. Không, không có gì hết hết. Hết rồi. Quá ghê luôn các bạn. Khám phá như vậy là cảm thấy ổn rồi ha. Nói chung là cảm giác cũng khá là mạnh đúng không? Đi ban ngày không có gì vui chứ đi ban đêm thật sự là vui hơn á. Nhìn đúng ghê luôn á nè, nhìn nè. Ghê, giống cái tượng ghê thấy. Thôi được rồi, em chuyển về đủ rồi em. Mưa ơi, mưa ơi. Mưa luôn các bạn ơi, mưa găm găm rồi. Đây các bạn thấy mưa dịu không? Thôi bây giờ tụi mình đi ngủ luôn nha.
Trời sáng các bạn ơi. À, khoảng 7-8 giờ tối thì nó trong cái liều nó rất là nóng nực luôn các bạn, phải dùng quạt thổi trực tiếp luôn. Mà khoảng dắt khoảng 11-12 giờ khuya thì nó lạnh khủng khiếp luôn các bạn. Trời mưa lớn hơn với lại sương nó xuống hay sao á, lạnh khủng khiếp luôn. Cũng co rúm luôn. Tí nó lấy cái giọng nó đắp luôn. Ở sương. Sương nó bám đầy trên không quay được, không quay được. Sự nó bám đầy trên cái liều luôn các bạn. Nói chung là mấy bạn có đi, nói chung là mấy bạn mà có đi cắm trại mà trong rừng hoặc là trong suối đồ, mấy bạn nhớ đem mền theo nha. Lạnh khủng khiếp luôn các bạn. Wow, bây giờ mình ra mình phỏng vấn cái bên liều bên tụi nó như thế nào nha. Liều của mình là ngay, mình làm ngay cửa cái nhà luôn. Hello, dậy dọn đồ về nè. Đây nè. Ủ gì chết à. Lạnh không? Tối lạnh không quay? Khuya lạnh. Khuya lạnh đúng không? Còn Hương là không hả? Sao lạnh được? Hương không lạnh hả? Chứ mặc đồ vậy sao lạnh? Mặc Hương áo gió luôn hả? Mặc Hương áo gió quần dài luôn. Sao tụi bay nhiều đồ nghề với áo gió tùm lum la hả? Con Thới không có hả? Tại áo của em á. Trời đông ra. Bên anh lạnh khủng khiếp luôn. Khuya lạnh. Khuya... Ngoài đảo mà. Ngoài đảo đâu có lạnh đâu đúng không? Ngoài đảo nó vừa vừa, còn đây lạnh khủng khiếp luôn á. Gặp mấy đứa có cây rồi nè, che sương nè. Còn anh là ngay cái nhà tóc lóc à. Wow. Nước chảy rất là dữ dội luôn các bạn ơi. Quá ghê. Rồi bây giờ cái đám tụi mình là sẽ dọn liều với lại hu dọn rác các bạn. Rồi cái đám mình đi về luôn các bạn ơi. Hu dọn liều chạy với lại dọn hết rác đi về nha. À, nói chung là cắm trại ở đây là toàn là cá lăng không các bạn ơi. Còn khuya thì rất là lạnh luôn. Tối thì nóng mà bây khuya thì lạnh nha. À, giờ mình kết thúc ở đây. Bạn đã thích video này nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để phòng và làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Ở đây là cái gì đó? Suối gì? Thác Mai. Thác Mai các bạn. Mai đây là mai, cây mai nha. Mình thấy trong rừng này có rất là nhiều mấy cây mai luôn nè. Nên gọi là Thác Mai. Gì? Giọng của cô Âm kìa. Ê, nào lên trải nghiệm thử bay. Ủa đủ ba cái giọng chưa? Rồi. Cô Âm ngồi lên luôn á. Nghĩa là này là bả giọng của cô Âm. Đâu đâu mình trải nghiệm thử cái giọng này của con Long này ngồi được mấy người? Ngồi được mấy người hả? Ờ, trải nghiệm luôn Bảo, lên Bảo. Ba người rồi, Bảo lên nữa. Tao đắt rồi, tao đắt rồi, tao đắt rồi. Được ba người à, một người à, Hương lên thử coi. Giọng này nó dành là... Thôi, họ hơi nghĩ chúng ta chưa từng nói đến cái câu chuyện này đi.